Kiên đồ cũ xin chào các bác. Hôm nay cửa hàng giới thiệu đến các bác một mẫu Casio chính hãng, Casio Edifice các bác nhé. Con này full kim này, full kim. Chiếc Casio này là chiếc Casio chính hãng, mã là EF509. Full kim, chức năng bấm giờ thể thao các bác nhé. Con này có lịch ngày các bác này, lịch ngày ở hướng 3 giờ. Ở hai núm điều chỉnh chức năng ở hướng 2 giờ và hướng 4 giờ. Nó có mặt kính cầu này. Mặt kính cầu. Dáng thể thao rất là khỏe khoắn. Dây ngoài và vỏ ngoài là thép không rỉ. Đây là khóa của chiếc Casio này các bác nhé. Dạ quang rất là sáng, dạ quang là kim sáng. Có các kim chức năng, kim bấm giờ 1/20 giây này. Kim này là kim đếm giờ, đếm phút trong giờ. Kim này là thể hiện giờ trong ngày. Chiếc Casio này có mã là 85 các bác nhé. Mã của chiếc Casio em đang giới thiệu là mã 85. Bác làm yêu thích các mẫu đồng hồ thể thao và thích những dòng đồng hồ có mặt lớn, dòng full kim thì chiếc Casio này là một lựa chọn. Máy bền bỉ, máy của Casio này rất là bền bỉ các bác nhé. Máy Nhật chính hãng đấy. Cái này thì em không mở máy ra được, nó có những dạng ốc vít rồi. Hiện tại là nó chạy rất là chuẩn giờ. Mặt thì có một vài vết chảy xước, không đáng kể. Nhìn chung là máy vẫn rất là đẹp. Các bác nào yêu thích mẫu Casio mã 85 Edifice 509 này thì các bác inbox vào Zalo cho cửa hàng Kiên đồ cũ các bác nhé. Inbox vào Zalo cửa hàng Kiên đồ cũ 0936 050424 cửa hàng Kiên đồ cũ ạ. Cửa hàng bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm và miễn ship trên toàn quốc ạ. Các bác mua hàng thì mình có 2 hình thức thanh toán là chuyển khoản hoàn toàn qua số tài khoản ngân hàng hoặc là các bác đặt cọc cửa hàng 100.000, cửa hàng sẽ ship hàng và các bác thanh toán số tiền còn lại các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của kênh Kiên đồ cũ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo với những mẫu đồng hồ mới tại cửa hàng Kiên đồ cũ các bác nhé.